Xin chào tất cả mọi người. Hôm qua mình đi chợ, mình thấy người ta bán cá mè sông, người ta bắt được con cá rất là to, khoảng gần chục ký đó các bạn. Mình mua ở cái khúc phần gần cái đuôi đó. Phần cá này 700 gram nha các bạn. Mình về mình lấy cái xương sống ra, rồi mình cho vào ngăn đá tủ lạnh. Hôm sau mình lấy ra khi cá tan bớt đá đi rồi mình sẽ cắt cắt thành từng miếng vừa ăn, nhìn rất là đẹp nè các bạn. Còn mình mua thêm một củ dền khoảng 100 gram nha, mình sắt lát mỏng ra rồi mình cho vào cối mình giã, như vậy thì nó sẽ không bị văng ra ngoài nha các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần củ dền này vào trong tô cá nha. Bây giờ thì mình sẽ đảo đều lên. Mình ướp vào đây khoảng 30 đến 40 phút đó các bạn. Các bạn có thể thấy miếng cá rất là nạc và ngon nè. Cá được thấm vị giềng thơm lắm đó các bạn. Mình không cần phải ướp thêm gia vị nha. Chút xíu nữa mình sẽ chuẩn bị một bọc bột chiên giòn. Cá thì mình đã trộn với giềng đều rồi đây. Bây giờ sẽ để ở đây. Khi nào mà mình sắp ăn thì mình sẽ đi chiên nha các bạn. Các bạn thấy là món này dễ không nè? Là món này vừa nhanh và ăn cũng rất là ngon đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cho bột chiên giòn Ariquip vào nha. Bột chiên giòn Ariquip có vị đậm đà rồi, không cần phải ướp thêm gia vị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rắc bột lên cho đều miếng cá nè. Rồi mình sẽ chuẩn bị một cái chảo cho dầu lên. Khi nào dầu nóng thì mình sẽ cho vào mình chiên nha các bạn. Mình đã chiên cá rồi đây các bạn ơi. Chờ một chút xíu nữa cá sẽ vàng và chín thơm đều nha các bạn. Nhà mình rất là mê ăn món này đó. Còn đây là đĩa rau củ quả luộc của mình nha. Trong đây có đu đủ ương, su su và củ cải trắng nha các bạn. Và đây là thành quả của mình. Mình đã dọn ra bàn cho người thân mình chuẩn bị thưởng thức nha. Các bạn thấy đĩa cá vàng ươm nhìn ngon chưa nè các bạn. Mình sẽ chuẩn bị thêm một chén nước tương. Nước tương thì mình sẽ băm tỏi ớt, chanh đường. Bây giờ thì gia đình mình chuẩn bị ăn cơm thôi các bạn. Mình sẽ gắp miếng cá vào chén của mình nè. Và gắp thêm củ quả nữa nha các bạn. Món này ăn chung với nước tương rất là hợp và ngon đó các bạn. Các bạn cũng hãy làm món này cho người thân mình thưởng thức nha. Ăn một lần là muốn ăn thêm mấy lần nữa đó các bạn. Ngon lắm. Xin mời các bạn ăn cơm với gia đình nhà mình nha. Các bạn thấy món ăn của mình hôm nay thế nào? Các bạn hãy comment bên dưới cho mình và đóng góp ý kiến cho mình thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau. Bây giờ thì mình sẽ ăn một miếng cá nha. Cá ăn rất là vừa. Ở trong thịt cá rất là ngọt như các bạn, bên ngoài thấm vị giềng ăn rất là thơm ngon, nhất là cái da của cá giòn giòn ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ thì mình xin dừng video ở đây nha.